một bạn gái. Em không thích lề bánh tranh lùng, bụng tể, khói đau. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ em chào chị Chất Tường. Chào bạn. Các bạn khán giả ở dưới. Và mời bạn nữ. Dạ, em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu ạ. Nói hơi nhanh chút, vậy giới thiệu bạn nào đó. Dạ, em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí? Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ, em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. Ta nó đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn. Nhưng ha. Quen nhiều không? Dạ em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính trung thủy của anh. Nếu mà anh trung thủy thì anh đi nhiều, nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tâm biết nấu là được rồi. Dạ với lại em khá nhiệt tình, với lại sống vì gia đình nhiều. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút, nói chung mà cũng khá nóng á. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương thế. Mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi tức là cứ đối diện với máy tính, với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Với lại em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình hồi sinh viên ạ. Vậy chia tay lâu rồi? Dạ bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á, là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiều? Dạ cũng gần gần đó chị. Rồi ngoài chị cao ra gì nữa? Rồi ăn mặc thì phải gọn gàng sạch sẽ. Sạch không? Anh Linh hửi hửi giùm nghe có mùi vậy anh Linh. Cũng được. Cũng được. Dạ về tính tình thì anh phải chững chạc, là một người biết lo cho gia đình, với lại quan tâm người yêu. Những điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ em không thích là bạn trai lùng, bụng phệ, hói đầu. Lùng, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh cũng hay, anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Chào chị. Lùng có lùng, bụng phệ có phệ, bụng phệ. Hói đầu có hói đầu, có hói đầu chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì gì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính, rồi biết lo cho gia đình, nói chung là sống với lại cộng đồng rồi cũng hòa nhã, rồi có hiếu với ba mẹ, vậy là được rồi. Dạ có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích chính diện, nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình. Đấy. Cứ như làm đẹp mà không có đẹp hơn. Làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm. Bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu tới khuyết điểm chắc là cũng phải nhiều. Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất, cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy. Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. Dạ. Đừng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là khuyết điểm luôn. Được, cơ bản là thấy được rồi đó, mà không biết bên nay thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á. Thấy được. Không thích người lùng hói đầu. Không thể nữa.
bụng phệ nữa. Dạ tại vì tôi thấy không thích là không thích rồi anh. Người ta thường nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cô không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc mọc tóc luôn. Rồi anh bên đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. Bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bó hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. Thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu, nên bình thường đi. Anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. Thì em quan niệm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết, tại vì gia đình là một cái nền tảng, như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát lắm. Anh có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. Thì anh đang có công việc cố định nhưng dạ. Đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi dạ. Và sẽ là có nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình dạ. Thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. Rồi tại vì em cũng thích một người có chí hướng. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không, hay là anh làm ở Tây Ninh rồi ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trường thì anh là một trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. Thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng hãy nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. Trời ơi hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng, gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra đây quăng quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió, ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi, hợp rồi đó. Hai người song ca ấn tượng lắm á. Bằng nhau. Bằng nhau. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Nắm tay nhau. Cảm thấy thế nào? Dạ tay lạnh nhưng mà trong đấy ấm. Tay lạnh mà. Về Đồng Tháp đẹp lắm các bạn nha. Đồng Tháp hay lắm, Tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Để tặng các bạn nước xịt thơm miệt thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Ngon anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai xem họ có cũng đồng cảm với nhau hay không. Hả Mang.
chuyến đò hay là hai chuyến đò, cái đấy không quan trọng. Anh có kế hoạch gì cho tương lai gần? Một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt đủ để hai trái tim chui vào không chui ra nhá. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái đang ngồi đằng sau bên tấm rèm. Và chào các anh chị đang ngồi ở dưới. Em tên là Nguyễn Văn Hải. Năm nay em 38 tuổi. Em ở Bắc Linh. Em đang nhân viên của một công ty sửa máy. Sửa máy? Vâng ạ. Sửa máy gì bạn? Em nắm giáp máy máy công nghiệp chị ơi. Em xin giới thiệu, em tên là Đào Thị Thành. Năm nay 37 tuổi. Là giáo viên của trường tiểu học ở Bình Dương ạ. Bạn ở chỗ nào Bình Dương vậy? Dạ ở gần chỗ mấy trường đại học ở Bình Dương á anh. À rồi, cách mình 3 cây. Mình ở ngay chỗ siêu thị Metro ạ. Dạ. Rồi, bình thường thì ngoài giờ dạy mình lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em rất là mê nhạc, lúc buồn lúc vui rồi cũng nghe. Tối có thể cà phê với bạn bè. Rồi em cả làm bên bảo hiểm cho nên thời gian cũng khá là làm nhiều như vậy mà tại sao chưa có bạn trai? Thực ra thì trước đây em cũng từng kết hôn và đổ vỡ cách đây cũng 8 năm rồi. À, mình đã có kết hôn một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và trong suốt 8 năm qua thì mình chưa gặp được đối tượng nào đồng cảm với mình sao bạn? Dạ thực ra thì cũng có người này người kia giới thiệu rồi tìm hiểu. Rồi mình cũng có gặp nhưng mà thấy không có hợp. Và cũng có lẽ là do một lần như vậy thì hơi khá là thiếu niềm tin. Với lại cái suy nghĩ mình càng ngày càng khó hơn. Dạ. Rồi bạn trai sao? Cảm giác sao? Khi nghe bạn gái bên kia chia sẻ. Cái điều đấy không quan trọng đâu bạn gái ạ. Kiểu quan trọng nhất là cái tình cảm thôi. Chủ yếu là cái tình cảm dành cho nhau. Chứ còn cái chuyện mà qua một chuyến đò hay là hai chuyến đò, cái đấy không quan trọng cả. Cái tâm hồn làm sao thoải mái là được. Cái con đường tình trường của bạn như thế nào? Con đường của mình thì nói chung là cũng có đổ bể một lần. Của mình thì mình chỉ đi đăng ký để gọi là chẳng khác gì người ta gọi là cái chỗ đặt chân vào trước ấy cậu. Thì trong cái lúc mà để chờ đợi để đám cưới thì chẳng may là gia đình nó có cái chuyện không lành, bố mình đâm ra là bị mất. Thế là mình thì ở ngoài Bắc mình có cái tục lệ là để tang 35 ấy cậu. Thế là đâm ra là bạn gái thì cứ sợ để 35 xong thì mình không lấy nữa, nên là bạn gái của mình bỏ đi lấy chồng trước. Nên là từ đó mình cũng vào trong này, mình lập nghiệp vào trong này thì cũng không thèm quen ai cả. Em có thể hỏi ảnh những cái, hoặc là đưa ra cho ảnh những cái yêu cầu nào mà em đang cần muốn tìm một người như thế nào? Hiện tại thì bây giờ anh làm ở, anh nói cách em 3 km, nhưng mà rồi là anh ở với gia đình. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở chỗ Metro á, siêu thị Metro, như anh làm ở dưới Sóng Thần á. Anh vô trong Nam này được bao lâu rồi ạ? Anh vào trong này được 8 năm rồi. 8 năm. Ý định của anh nếu mà sau này mà lập gia đình thì anh có kế hoạch gì cho tương lai gần sắp tới đây ạ? Nếu mà cái việc mà thành thì một là anh em mình sẽ không ở Bình Dương nữa. Thì anh em mình sẽ về trên Đà Lạt, nơi có thung lũng tình yêu đấy em. Ủa anh có cái gì trên Đà Lạt? Anh thì anh có một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt em ạ. Đủ để hai trái tim chui vào trong chui ra nhá. Có thiệt không hay là trong mặt nó thiệt hay là nó giỡn vậy? Cái đấy là có đấy chị ơi. Tại vì là ngày xưa này em đóng quân ở trên Đà Lạt, xong rồi là em mua cái miếng đất ở ngay trường luôn. Em định chuyển vào công tác nhưng mà sau rồi nghĩ ở trong đấy cái lương lúc đầu ấy thì nó không được trọn vẹn lắm, thế này em xin ra. Anh hồi xưa học ở đâu anh? Anh học ở trường học viện lục quân Đà Lạt. Em thì thật ra là công việc của em ở Bình Dương cũng là khá là ổn định, với lại từ nhỏ tới lớn mà cũng sinh sống ở đây. Thì nếu mà ở xa như vậy, với cái nữa là em có cái dở đó là đi xe, rất là hay bị say xe. Mà cha mẹ thì cũng ở hết bên Đồng Nai hết rồi. Tức là không muốn đi Đà Lạt đúng không? Dạ. Ở Bắc Giang ở đó hát quan họ được không? Nhưng em hát được ạ. Hát được, tặng bạn gái một bài tặng bạn đi. Gái một bài đi bạn.
Vâng, em sẽ hát bài Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau. Thương nhau tình thắm ôi à nghĩa tình, nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát Lý Thương Nhau. Anh ra vườn dừa em lại sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu, anh đi tìm em ở nơi nào. Anh ra vườn dừa, dừa sum xê chai, đưa tay anh hai như mãi đợi chờ ai. Thế rồi ạ. Mình tôi diễn tả nè. Diễn tả bên kia nghe nè. Bên đây anh hát rất là feeling, mắt mơ mơ màng màng nghĩ tới vườn dừa vườn chuối. Mà anh hát cái này âm điệu đúng không vậy ta? Bài mình chưa nghe mình cũng không hiểu luôn. Nó cũng hơi lạng qua lạng tới chút xíu. Sao nó cao thấp nó hỗn độn quá vậy? Chị em cảm nhận giọng hát của anh sao? Em cũng hơi giống chị. Giống chị là sao? Nghe cũng chưa ra cái bài mà mình thường nghe. Nhưng mà thôi có tấm lòng như vậy là rất là tốt rồi. Đó. Nhưng mà anh nói nghe nè, mỗi lần giận lên á, em kêu anh hát anh hết giận liền à. Đơn giản vậy thôi. Hài hước dễ thương lắm, mặt dễ thương dạ. Hiền. Nãy giờ anh ngồi anh vuốt cái đùi cho nó ngon cái quần luôn rồi đó. Em tưởng tượng một người như thế nào? Dạ, em cũng chưa có tưởng tượng ra đâu, nhưng mà em nghĩ chắc cũng khá là lãng mạn đó, theo như anh nói. Cũng hài hước lắm, dễ thương. Dạ. Mình chưa biết thế nào ha. Dạ. Không thích gì khi mà chúng ta có một người bên cạnh. Tức là không thích cái, những cái điều gì? Dạ, em thì nam thì em không thích hút thuốc. Em không có ngửi được mùi. Hút thuốc được không? Em không ạ. Không rồi, được rồi. Có nhậu nhiều không ạ? Nhậu được càng ghét luôn. Không nhậu luôn. Còn gì nữa? Dạ thôi được rồi. Được chưa thầy ha? Chắc ổn rồi. Ủa bạn dạy là dạy môn gì? Dạ em dạy môn âm nhạc. Dạy âm nhạc? Hồi nãy giờ chấm học trò bển hát được nhiêu điểm? Thôi khỏi chấm, khỏi chấm. Thôi đừng chấm, bây giờ hát luôn đi. Rồi mời cô giáo hát một bài. Nếu mà anh quê ở Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó thì em xin đáp lại một bài hát danh ca quan họ Bắc Ninh, bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Hoa Thơm Bướm Lượn. Ơi hoa tôi là nay đóa hoa thơm, ô tình là con bướm lượn, ô tình là con bướm dạo ơn. Bơ cái duyên có á ru hơi, bơ cái duyên có cái duyên có á ru hơi. Bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm dạo là bướm ơi à nó bay. Xin hết. Cô giáo người ta hát có khác không? Bướm lượn lượn có khác liền. Kệ nó, mỗi người có tính cách khác nhau. Thôi mình qua mình coi. Hai người này hát bổ sung cho nhau được nè. Anh này ảnh sao? Làm chờ chuyện. Mặt cái giọng hát khác nhau. Có ưu điểm gì? Em thì có ưu điểm lâu ăn. Sở thích thì bóng đá. Và buồn thì đi uống cà phê với bạn bè hoặc mình. Ví dụ như bây giờ cổ là cổ không có chịu đi lên Đà Lạt đâu. Vậy ngôi nhà trên Đà Lạt tính làm sao? Rồi giờ ở Bình Dương được không? Cũng có thể là nếu mà em là đã nghĩ như vậy rồi thì chắc là anh lại phải bán cái căn nhà đấy, em theo anh lại theo làng thôi. Đúng rồi, bán nhà Đà Lạt mua nhà với Bình Dương, đúng không? Em có chịu thế không em? Dạ, em cảm ơn chị Cát Tường đã thương lượng giùm cho em. Thế cho em hỏi là theo anh thì trong gia đình thì tài chính ai là người quản lý tốt nhất? Đó. Nhưng mà trong tài chính thì cũng có thể là em dẫn 99%, còn để là anh một xíu, anh chẳng hạn mời bạn bè đi uống cà phê chẳng hạn, phải chi tiền vợ kỳ quá. Rồi. Dạ, cái đó thì đơn giản. Người ta đã nhượng bộ. Không, cái đấy anh phải nói trước, cái không gì nữa về trong rồi lúc nào cũng cào nhau vợ mệt lắm. Người ta nhượng bộ mình, ta chịu bán cái nhà Đà Lạt về Bình Dương là được rồi. Được rồi, anh nói thẳng là 99% em giữ. Hợp lý. 100 để anh, coi như có 100 ngàn đưa anh ngàn thôi. Hợp lý. Chắc là điên kem quá em ạ. Vậy đi. Rồi bây giờ mình có người thân đi theo không?
Em thì hôm nay không xin được người thân đi theo được. Có bạn nữ. Bạn nữ mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Em cũng hơi đông á, em có một người cô, em Út ngồi kế bên với em trai với chị gái nữa. Muốn hỏi ý kiến của cô ạ. Cô xin chào Cát Tường, xin chào Quyền Linh, xin chào bạn. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ cô thì thấy thế này, giờ hai đứa thì đều đã lớn tuổi. Tất nhiên là mục đích lên đây với chương trình là muốn nghiêm túc. Theo cô thấy thì mới gặp nhau nói qua nói lại một chút thì có khi chưa hiểu nhau nhiều. Thì nên cho nhau cơ hội. Theo cô nghĩ là vậy. Yên tâm hơn. Quá yên tâm luôn. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô. Nghe cảm thấy nhẹ lòng rồi. Rồi bây giờ mình kéo mặt cho hai người gặp mặt đi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu bạn. Chào anh. Mình có hoa tặng bạn. Cảm ơn anh. Cậu hỏi trước hay mình hỏi trước? À quên, dạ. Em hỏi trước hay anh hỏi trước vậy? Thì bây giờ cho em hỏi trước đi ha. Rồi anh chấp nhận luôn. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Em thì nhưng mà ngoài sự tưởng tượng. Cô giáo cảm nhận anh này như thế nào? Em nghĩ là cũng một người cũng có suy nghĩ cũng thiết thực mà cũng thẳng thắn chia sẻ. Nếu mà hiểu nhau rồi thì người ta tiến tới hôn nhân trong bao lâu? Nhưng rút ngắn được thời gian càng tốt, như đừng giãn dư cây dây chun. Dạ. Là khoảng là bao lâu anh? Trong vòng độ, nếu mà có được chăng nữa thì cứ qua cái ngày ông trời ông hay mưa ấy, hai anh em mình cưới. Tháng 7. Tháng 7 mưa ngâu đấy ạ. Tháng 7 năm nào? Thì tháng 7 năm sau cứ sao nữa. Em có nhiều người bạn có hỏi khi nào cưới, nói năm sau, cái năm sau, cứ gặp cái này năm sau nữa. Thì cái việc đấy thì đúng rồi, tại vì sao mình chưa được tìm được đối tượng thì lúc nào cũng phải hứa mà em. Rồi bây giờ anh hãy tỏ tình gì cho bạn ấy yên tâm đi. Nếu mà được em có thể có sẵn sàng không em? Em nghĩ thì ở đây cái thời gian để hai người mà chia sẻ với nhau cũng không nhiều. Thì mỗi người em và anh tự cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu thêm. Tốt thì có thể làm bạn đời, còn không nếu không hợp thì có thể là bạn ngoài đời. Ok. Em nghĩ là vậy. Chuẩn bị, mời bạn để tay vào nút bấm phía sau. Mình đều là những người đã từng trải, suy nghĩ thật là chín chắn. Và bây giờ là lúc mình lắng động để nghe nhịp đập trái tim của mình. 3 2 1. Thấy cái dấu hiệu trái tim nổi lên trước ấy. Cô giáo nôn nao lắm hay sao? Em không nghe, hồi sau em nghe em đếm là 2, bên này 1 tới 1 em đang bấm. Sau 8 năm nay kén chọn lắm mà lần này bấm trước. Cảm giác trong người hiện giờ thấy như thế nào? Nắm tay nhau cái đã, nắm tay nhau cái đã. Dạ. Nắm tay mới truyền điện được. À, bạn thấy như thế nào? Cảm nhận ban đầu thì cũng hơi có thiện cảm chút xíu, cho nên em nghĩ nên cho nhau cơ hội. Anh cũng mong rằng cái cơ hội đấy nó là sự thực. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật là tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chương trình. Em chào anh chị. Anh diều em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xanh. Em là thích lại là rất là vui khi mà mai mối cho những cặp đôi mà họ có những cái hoàn cảnh nó hơi trắc trở chút. Eo lè chút với lại là hơi lớn tuổi chút á, thì mình cảm thấy cái việc làm của mình nó anh thích quá. Anh thích thấy hai người nắm tay nhau đi xa thật xa ha, dìu nhau đi xem phim. Tuyệt vời những ảnh đó chúng tôi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em thì em không thích ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha.
Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Ai là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chị nói hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Thôi bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm nữa. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút coi bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương à. Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xả dao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị. Tại vì em cũng hơi khá là cao á. Em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn. Có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là được, vui. Nhớ cầu được ước thấy đó. Cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang.
Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ, nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Em ca đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đậu Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong lúc nào thì nó chưa đâm đồng thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, à, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy xinh. À, này là kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Ừ, em thích uống cà phê. À, dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? À, dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Ừ, cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Ừ, anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ. Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới, có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để mình giao lưu cảm xúc chút xíu nào.
ta thích Mỹ Tâm đó. Em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Okay. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài búp bê con trai nha. Na 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 na, búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Mình lấy nhau đi, để đêm đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông. Mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được đó. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh ạ. Như thế là cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Họ rất là xứng đôi thưa quý vị. Mong rằng họ sẽ chăm sóc mối tình này, sẽ làm cho nó lớn lên, làm cho thăng hoa. Và biết ngày nào đó sớm nhất họ có thể thông báo tin vui chúng tôi. Mình phải gặp cặp thứ hai liền, gặp đi xem liền họ có luôn. Bấm nút hay không nha mọi người. Rồi, mời mọi người. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship. Dạ không, em tự làm luôn. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò nên công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, cưng quá à. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Mời đi em. Dạ.
Rồi. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ, và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát. Rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi ok, còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Rồi. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò? Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ? Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần... Không có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi số đề á. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay. Có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em vẫn có chu cấp. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và anh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không, rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xã giao đến ngoài xã hội thì mình vậy. Cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ, bị cho dạ, gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt cứ nhìn một chút, mặt da trắng vì tại em đen rồi, em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà dạ, đúng. Em yêu cầu, chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo mà hay không? Nâu chứ không phải là đen. Nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, ở đây da một chút. Này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang da là này trend đang nha, xu hướng đó nha. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Cầu gì nói bên nghe đây đáp ứng được không? Dạ thì em thì cũng không thích làm dâu lắm, tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em á là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên, nhưng mà em còn bán hàng online, rồi em còn đi make up nữa, cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì
có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ, hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể... Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư, em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ, thưa anh Quyền Linh, là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em với... Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi, đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại, thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống, mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ, nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi, thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ. Vui vẻ, hòa đồng, chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình, rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái, chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh, chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh trai. Bây giờ để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào. Chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến chương trình này anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà này tặng anh. Anh chết rồi, anh cũng đeo đồng hồ, sao em đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn với thứ hai là em muốn là nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á, thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn treo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Cái tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh quá chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. À, rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Mừng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. À, là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, đúng rồi. Nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học.
cũng không có thời gian. Cùng đi học nâng cao hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. À dạ. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi đi, dạ, đi không, ship không, em tự làm luôn. À tự làm, tự em tự rồi. Chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Dạ. Nếu là mai một tóm hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ được đó, em thích nè. Trời ơi chân quá. Ừ, vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích một phụ nữ của gia đình. Con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm. Biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. À, nhưng mà em thì tình cảm có đó. Dịu dàng cũng có đó. Nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi. Với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài. Công việc của em cứ phải đi nhiều á. Anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là... Anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh là... cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng tất không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường không? Anh là mẫu người mình chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hết đi luôn ha. Dạ rồi. Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị cho em xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Về đứa bán hàng online, đứa đi ship được hả? Dạ. Nhà hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tính đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Một ngày rất là vui. Một ngày chúng ta cảm nhận được những cái sự kết nối, yêu thương lan tỏa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hồng Vân, Quỳnh Linh xin chào và hẹn gặp lại.
em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu. Dạ em thì có hai mối tình và có một con trai. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Từ trước tới giờ chưa có mối tình này. À, dạ con có hai mối tình. Bây giờ con vẫn là bạn với hai người bạn đó. Thì hôm nay gặp anh thì chắc thấy được hợp với em. Mục tiêu của em là 28 tuổi với chồng. Em muốn thật sự ổn định với chồng. Lâu quá. Lâu quá em ơi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai tuần trên HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.